Đến tối ngày 23 tháng 11, công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ người đàn ông tử vong nghi bị điện giật tại một kho vải. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 23 tháng 11, nhóm người làm việc bên trong kho vải tại hẻm 118, đường Liên Khu 56, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân thì nghe tiếng động lạ trên gác. Nhóm người này lên kiểm tra thì thấy người đàn ông nằm bất động trên gác, nghi do điện giật. Mọi người tiến hành ngắt điện bên trong căn nhà, sau đó gọi xe cứu thương đến định đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng người này đã tử vong. Công an quận Bình Tân có mặt khám nghiệm hiện trường, bước đầu người đàn ông tử vong được xác định tên BXD, 45 tuổi, quê Thái Bình. Theo các công nhân làm việc tại đây cho biết, chiều cùng ngày, máy ép nhiệt tại kho vải gặp sự cố nên người đàn ông này được thuê đến để sửa máy. Lúc này các công nhân đang nghỉ giải lao ở sảnh, người đàn ông sửa máy trên gác, không lâu sau các công nhân phát hiện sự việc trên hiện vụ việc vẫn đang được công an điều tra làm rõ